Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 8 giờ ngày 12 tháng 8 trên VTC Now. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, vào đêm ngày 11 tháng 8, một ngôi nhà 6 tầng liền phía sau của khách sạn Hải Yến có địa chỉ tại số 552, đại lộ Tô Đức Thắng, thuộc xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng đã bất ngờ bị đổ sập. Trao đổi với báo chí, lãnh đạo huyện An Dương cũng xác nhận vụ việc trên. Thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 22h30. Được biết, ngôi nhà 6 tầng bị đổ sập hoàn toàn. Ngoài ra, cả mảng tường từ tầng 5 xuống dưới bên hông khách sạn Hải Yến bị phồng ra bên ngoài. Tòa nhà khách sạn Hải Yến bị nghiêng về phía sau, nơi nhà 6 tầng bị sập. Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đã huy động hàng chục chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến hiện trường để cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả. Theo đó, hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng xe chuyên dụng phòng cháy chữa cháy đã ứng trực tại chỗ. Lực lượng công an căng dây, yêu cầu những hộ dân liền kề tạm thời cách ly khỏi khu vực nguy hiểm. Một nhân chứng sống tại khu vực này cho biết thời điểm xảy ra vụ việc có nghe tiếng động lớn còn theo chính quyền khối nhà bị sập thuộc khách sạn hải yến khách sạn này đang trong quá trình sửa chữa nên không có người sinh sống hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ vào sáng nay ngày 12 tháng 8, bị cáo Phùng Anh Lê, cựu trưởng công an quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, cựu trưởng phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố Hà Nội, bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử về hành vi nhận hối lộ. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 ngày, kể cả trong ngày nghỉ. Cũng liên quan đến vụ án ngoài bị cáo Phùng Anh Lê, còn có 3 bị cáo khác là Nguyễn Đức Châu, cựu trưởng đội cảnh sát hình sự công an quận Tây Hồ, Vũ Công Ngọc, cựu đội phó đội cảnh sát hình sự công an quận Tây Hồ, Lê Đình Trung, cựu đội phó đội cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an quận Tây Hồ cùng bị xét xử về tội tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ tạm giam. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Phùng Anh Lê đã lợi dụng chức vụ quyền hạn chủ động gợi ý nhận hối lộ 110 triệu đồng, rồi chỉ đạo cấp dưới thả người trái pháp luật Ba bị cáo còn lại chỉ biết là làm theo chỉ đạo của bị cáo Lê là trái pháp luật nhưng vẫn chấp hành thực hiện. Chuyển sang những tin tức đang chú ý khác. Thưa quý vị, tình trạng xe dù bến cóc đang hoạt động ngay càng phổ biến gần các bến xe trên địa bàn thành phố Hà Nội. Để giải quyết vấn đề này, mới đây Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị kiểm tra xử lý nghiêm, kiên quyết các trường hợp vi phạm chạy xe dù bến cóc. Cụ thể, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ đã ký văn bản gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, đề nghị chỉ đạo Công an thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội và các đơn vị liên quan kiên quyết xử lý nghiêm hiện tượng xe chạy dù, lập bến cóc và xe trá hình tuyến cố định trên địa bàn thành phố, gây mất trật tự an toàn giao thông, làm ảnh hưởng đến các doanh nghiệp hợp tác xã kinh doanh vận tải tuyến cố định thực hiện đúng quy định, đúng thẩm quyền, đảm bảo ổn định trật tự, công khai, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh, chống ùn tắc giao thông theo quy định của luật giao thông đường bộ. Cũng là một thông tin về giao thông, cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận chính thức thực hiện thu phí không dừng ETC từ 0 giờ ngày 9 tháng 8, nhưng sau 2 ngày vận hành thu phí vẫn có nhiều xe chưa dán thẻ. Cụ thể trong 2 ngày vận hành thu phí ETC từ 0 giờ ngày 9 tháng 8 đến 6 giờ ngày 11 tháng 8, cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận giao thông thuận lợi nhưng vẫn còn nhiều xe chưa dán thẻ ETC hoặc có thẻ ETC nhưng không có tài khoản hoặc tài khoản không đủ tiền gây ra tình trạng ùn tắc nhẹ. Theo ghi nhận trong 2 ngày đầu có 34.000 xe lưu thông trên cao tốc. Trong đó ngày đầu tiên ghi nhận có gần 17.000 xe lưu thông. 14.000 xe thực hiện thu phí ETC, 2.250 xe thu phí thủ công. Ngày thứ hai có 15.620 phương tiện, trong đó có gần 14.000 xe thực hiện thu phí ETC. Tiếp tục bản tin sẽ là những thông tin đáng chú ý khác thưa quý vị trước những biến phức tạp của bệnh đậu mùa khỉ thì ngày 10 tháng 8 cục quản lý dược bộ y tế đã đề nghị các cơ sở đơn vị sản xuất thuốc nguyên liệu làm thuốc tăng cường nghiên cứu và tiếp cận nguồn cung cấp nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu về việt nam để chủ động nghiên cứu sản xuất thuốc điều trị bệnh đậu mùa khỉ cục quản lý dược yêu cầu các cơ sở sản xuất tăng cường nghiên cứu cập nhật xu thế nghiên cứu sản xuất thuốc điều trị và phát sinh phòng bệnh đậu mùa khỉ trên thế giới Bên cạnh đó, các đơn vị nhập khẩu chủ động liên hệ với các nhà sản xuất nước ngoài để có thể tiếp cận nguồn cung, các thuốc nêu trên và ra soát nhu cầu của các cơ sở khám chữa bệnh trong nước. Lãnh đạo Cục Quản lý Dược cam kết sẽ ưu tiên tối đa để cấp giấy đăng ký lưu hành, giấy phép nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc này theo đúng quy định. Thực tế cho thấy khi độ mũ khỉ trở thành tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu, cơn sốt thuốc chữa bệnh này lên tới đỉnh điểm, rất nhiều rào cản khiến các loại thuốc khó tiếp cận Do đó, theo các chuyên gia, việc Việt Nam có thể chủ động nguồn cung thuốc là một điều rất quan trọng trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh. Thưa quý vị, còn trẻ tuổi, nhiễm cúm nhưng khi nhập viện đã tiến triển nặng phải trẻ ECMO. Tình trạng của bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương lại một lần nữa cho thấy cúm không phải là một bệnh xoàng và không nên chủ quan với các loại bệnh truyền nhiễm đã quá quen thuộc. Sau đây là ghi nhận của phóng viên, mời quý vị cùng theo dõi. Người phụ nữ 40 tuổi ở Vĩnh Lộc, Thanh Hóa, ngày mùng 5 tháng 8 chị được chuyển từ tuyến dưới lên bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương trong tình trạng suy hô hấp, viêm phổi bệnh nhân được chẩn đoán mắc cúm A trên nền suy tủy. Gần một tuần nay, chị sống phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống máy móc tim phổi nhân tạo ECMO. Và ngày trước thì có tiền sử là bệnh suy tủy, cũng có thể vấn đề đấy làm cho cái diễn biến của bệnh nhân nặng lên, nhất là với những bệnh nhân bệnh cúm trên có những cái bệnh lý nền thì cái cúm nó vào đấy nó sẽ tấn công bệnh nhân làm cho bệnh nhân tiến triển nặng hơn so với những người bình thường. Người nhà bệnh nhân cho biết khi khởi phát bệnh nhân sốt cao, gai rét liên tục kèm theo ho khạc đờm, đau mỏi cơ, đau nặng đầu không nôn, tức ngực khó thở tăng dần. Bệnh nhân vào điều trị tại bệnh viện tuyến dưới một ngày không cải thiện và được chuyển ra bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương. Sau đó, bệnh nhân suy hô hấp, viêm phổi, thở oxy kính, thở oxy mask và đặt ống thở máy. Tuy nhiên, bệnh nhân không đáp ứng với thở máy, các bác sĩ đã tiến hành đặt ECMO. Hiện tại, bệnh nhân đang trong tình trạng an thần, thở máy, phụ thuộc vào ECMO. Hôm nay, tình trạng của bệnh nhân đã có những dấu hiệu cải thiện đáng kể và hy vọng sẽ cai được ECMO. Các bác sĩ cho biết một số đối tượng có yếu tố nguy cơ cao khi mắc cúm bao gồm người tuổi trên 65, bệnh nhân có các bệnh nền như tim mạch, hô hấp, tiểu đường, các bệnh lý về máu người suy giảm miễn dịch, trẻ em dưới 2 tuổi, phụ nữ mang thai. Cùng với đó, người dân cần lưu ý một số dấu hiệu chuyển nặng khi mắc cúm để đến bệnh viện điều trị kịp thời. Vừa rồi là những tin tức trong nước, bây giờ là thời lượng cho phần tin quốc tế. Thưa quý vị, một cuộc giao tranh quyết liệt giữa quân đội Nga và lực lượng phòng thủ Ukraine đã diễn ra bên ngoài thị trấn Bikki ở vùng Donbass khi Nga đẩy mạnh chiến dịch tấn công nhằm giành quyền kiểm soát toàn bộ vùng công nghiệp Donbass, miền đông Ukraine. Ông Danin Besonov, một quan chức trong chính quyền của nước Cộng hòa Donetsk tự xưng, tại Donbass ngày 11 tháng 8 tuyên bố, Bikki hiện nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga và các lực lượng ly khai Kiev. Cụ thể, viết trên trang Telegram cá nhân, ông này cho biết tình trạng đang rất nóng tại Bikki. Phía Nga hiện đã kiểm soát được thị trấn này, nhưng đối phương vẫn đang tổ chức những đợt kháng cự nhỏ ở khu vực phía Bắc và phía Tây thị trắng ở phía đối diện giới chức ukraine đã ngay lập tức bác bỏ tuyên bố về phía giành được bikki của nga ông Olesya restovich cố vấn của tổng thống ukraine khẳng định các đợt tấn công của nga vào bikki đã không đạt được kết quả như mong đợi ông arestovich nhấn mạnh bikki là một thị trấn chiến lược và đóng vai trò quan trọng trong phòng tuyến của quân đội ukraine tại drinbat vì vậy một lực lượng lớn binh sĩ và trang thiết bị quân sự đã được Ukraine điều động để gia cố năng lực phòng thủ cho thị trấn này. Người đứng đầu chính quyền quân sự dân sự vùng Zaporizhia của Ukraine cho biết vùng này muốn tổ chức trưng cầu dân ý sáp nhập Nga vào ngày 11 tháng 9. Nếu được phê chuẩn, mốc thời gian này sẽ trùng với ngày bỏ phiếu bầu cử ở khu vực ở Nga. Cụ thể khi được hỏi liệu cuộc trưng cầu dân ý sát nhập Nga có thể được tổ chức vào ngày 11 tháng 9, thì ông Baisky cho biết, ở Nga các cuộc bầu cử khu vực được tổ chức vào ngày 11 tháng 9, vì đó là ngày bỏ phiếu. Chúng tôi chưa phải là một phần của nước Nga, nhưng chúng tôi muốn như vậy. Ông đã ký một sắc lệnh tổ chức trưng cầu dân ý về việc sáp nhập vào Nga. Công tác chuẩn bị cho sự kiện này đã được tiến hành. Thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức mà chúng tôi cập nhật cho quý vị vào lúc 8 giờ trên VTC Now. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.